đi mẹ à, mày có di tích con né, úi trời ơi. Thử đấu vào. Kim cương 3 91 điểm. Đi mẹ à, mày toàn EZ cốc mò này lên. Đi mẹ à, mày EZ cốc mò lại còn di tích. Ổn thế. Ổn thế nhờ. Được, nhưng mà hơi thua nhiều nhá. Làm sao nhìn con cốc mò là uy tín rồi. Đi mẹ à, tí nó lắc. Con cặc 19/20 win bro không? Tôi kể cả tôi có win 190 game, tôi cũng cảm thấy mình nhỏ bé so với trình độ của bạn. Anh em chỉ cần pick boop và tanh. Ok. Có con mít cặc ma rồi anh em, có con mít cặc ma rồi. Đúng rồi. Taric các ma chuẩn. Mày làm đây rồi. Mày à mày Zidek. Đúng rồi. Kamasoka Chudole. Mày à mày, chắc là mày không chết đâu. Bình tĩnh rồi. Đừng con mẹ thật quay à. Hay. Ok. Giữ quay các bạn. Rồi ok. Ok. Mấy anh em yên tâm, mà mấy anh em bot yên tâm mà. Duy chỉ có đứng ở dưới bot thôi mà, yên tâm. Kệ có mẹ thật giấy gì, chết rồi thì đi. À, con đó này. Không sao, hay. Nice baby. Ê, lấy mà cảm thấy thích nhá, là, cái này được nhá. Ok chưa? Ok, không sao, Duy chết được. Duy không sao. Bố mình là tựa. Uầy, nó flash lé kìa. Bùm. Ít con mẹ căng nhờ, Lý xin được đấy. Lý xin à, mất lát nha. Được, Lý xin. Làm sao mà Duy bỏ được. Mày à mày Lucian à, một mạng nữa cho Zinix. Ok em ơi. Lẽ của Déo. Hai. Hai bạn ơi. Ơ, đéo mà ủi mana kìa. Địt con mẹ đéo đủ mana rồi. Má. Ui, lag kìa. Mẹ đánh chết cha bây giờ. Gì đấy, cái gì đấy, tên lên kiểu đấy. À, Kama, tự lấy si, tật mình. Chết rồi. Từ từ, bot. Đến luôn bot ơi. Không, bỏ tay ra luôn. Ui, địt con mẹ áo mà chết rồi. Trời, tôi nhường ông, trời ơi, má, sorry. Ui, địt con mẹ áo mày chết rồi. Đừng nhường à, ok ông, xin lỗi nhá.
Ai bảo ông Tun? À, ông Tun tôi phải nhường chứ. Hay Kiệt, hay Kiệt. Chạy Kiệt ơi. Không sao Kiệt. Chết con mẹ vậy, ôi. Má, đù kịp kìa. Mẹ đi xịt may mắn đấy nhở. Cái đồng má mày nha, thằng tí tích kìa. Chết rồi anh em ơi, hình như thì mẹ bị sai rồi. Thằng này nó giả vờ tu đi đâu anh em ạ. À, 2-6 rồi. Sao mấy trận trước còn đánh kinh ấy nhở. Vừa là biết chơi chứ. Nhưng mà tôi vẫn tin là ngài nó tun anh em ạ. Lượng tướng nó toàn cóc bo với cả mấy cái con thì tun hoài à. Hello. Ui. Mẹ nó có vua đây rồi. Bốp bốp cho xin x. Ui không 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 không. Sao cả. Ui mẹ nó lé kìa, lại đéo tun đi, lại đéo tun đi. Mẹ làm lại không tun đi đầu, nó ngoáy như một con rồng thế mà không tun nữa ok. Ui đéo được anh em ơi, má thằng xe đát này cũng ghê quá nhở. Ui. Ui đi con mẹ đéo được. Con mẹ con chó thế đát này cũng quả dẻo thế nhở. Ui. Mẹ gót lại luôn. Ui các ma đánh nhở. À con xe đánh nhở. Ok nhá, ok nhá. Đến giờ Zinix rồi anh em ơi, đến giờ Zinix online rồi anh em ơi. À mày có Zinix còn né. Úi trời ơi. Đúng là anh đặt niềm tin nơi em mà. Uầy. Ui con mẹ vừa la khỏe thế. Trời ơi. Con mẹ. Con lồn xe đát này đi mẹ mẹ khỏe thế nhở.
chịu thế ta. Má mẹ, team nào đánh khó chịu với ta. Mít. Mít mày thì không nói đi. Thằng thì nick như là bắt mạch được anh em ạ, là bắt mạch được ở thằng thằng Serat bên kia cũng tun anh em ạ. Là bắt mạch được đồng đội của nó ra ấy. Còn Serat cũng tun à? Mẹ mày vui thế nhỉ? Có thể hóa ra con Serat nó cũng tun à? Mày đại hội tun rồi anh em. Đục mẹ không chết được. I'm joking. Mày à, mày đi đâu à, Hoàng Xoan ơi? Hoàng Xoan. Này rồi, bắt được con vợ, bắt được con vợ. Con vợ này mất lát này. Ăn luôn giúp gì cả. Đùa đâu mà, có đùa với anh em bao giờ đâu mà. Lại ôi cái lồng ba mày nha, mày bắn thế chết tuy rồi. Sao? Ui. Cố lên. Lái sờ đi. Mẹ mày di tích. Di tích nó cứ thế này là. Nó cứ thế này là. Di tích nó cứ thế này là cứ đảo này là. Mỗi đội là thằng này nó tun nhưng mà nó đánh láo anh em ạ. Thằng này nó tun nhưng mà nó đánh láo. Hay như kiểu tun nhưng mà nó hết tiền anh em ạ. Thỉnh thoảng nó hơi khốc. Đáp lưu ngay trên đường ulti của anh gì. Mà thằng Serat thì khác gì. Thằng Serat khác gì mà mấy ông chửi thằng Tidic team tôi. Mấy ông này. Mày định đánh ai? Mày định ăn ai? Mày định ăn ai? Mày định ăn ai? Đồng hộ! Đồng hộ! Ok nhá! Dòng Maron! Dòng Maron! Trời ơi! Đại hội tu nó phải vui như này chứ! Game 80 mạng! Ok nhá! Alo? Zinic ơi! Trời ơi, tôi tưởng là ông cũng có mic, tôi không bật. Chào ông nhá. Ông đánh hay đấy. Hay gì ba, đánh cũng nhìn đấy chứ. Còn nữa chưa? Nhưng mà tôi nhìn ông giống giống giữ cách phết đấy nhá. Không có đâu ơi, không... ai bảo vậy đó. À đấy à, ông đánh trình ông có thấy à? Thật mà. À đấy à. Các phủ đất xuống, phải nick lên bài kim cương đâu mà. Gây chưa? À đấy à, uầy. Ông làm cái combo mà W Zinix, à đâu R Zinix, ông flash W kinh ấy. Nhìn đẹp ấy. Ông chưa thấy Katlin còn hơn nữa. À đấy ông đánh Katlin kinh hơn nữa à, tí làm trận Katlin nữa xem nhá. Ok ông. Katlin phải có kiểu support cover được cơ. Phải có support cover à, yên tâm, tôi bảo lại búp cho ông lo cái gì. Anh em mình mà. Mãi đi ông ơi. Ông đâu rồi? Ông ơi. Chưa ra mà. Đấy, tôi ra tôi dọn hết. Ok, rồi. Ông ra ông dọn hết cho tôi cái xem nào. Ui ông làm một con mối được chết rồi. Còn mỗi ông cả thằng Lucian thôi, trên hết rồi. Còn gì nó có bắn được tôi. Hay ông ơi, hay. Má mấy thằng kia nó chả biết gì, nó cứ chửi ông kìa. Cay nhở. Bình thường, ngày ăn biết ăn bao nhiêu cái chửi. À đấy à? Bao nhiêu cái được tôi. Ngày nào cũng bị RP à, còn mẹ cái bọn này đéo biết gì mà chửi bạn tao. Ê Dusty. Mấy chó. Ăn RP hoài chứ mà có phá nick đâu mà. À đây là ăn RP hoài à?
Mấy ông đừng chửi bạn tôi. Mấy ông ơi, bạn tôi đánh ngay. Ông yên tâm, tôi bảo vệ ông. Ông phải sợ mấy thằng con này. Bình thường có cái gì đâu mà. À, tôi sợ ông buồn ấy, thì tôi phải chửi. What? Được tún gánh thì hay rồi. Rắc rưởi cả đời mẹ mấy thằng này. Gato à? Hả? Bạn tao đánh ngay như thế mà chúng mày bảo tún. Tún cái gì? Ui, tí được. À, bạn cứ bắn đi, tôi có E. Bạn cứ bắn thoải mái đi, tôi có E đó bạn. Ui, sao ulti sớm ấy. Không sao. Có E, bạn ơi. Tôi có E đó bạn, E này. Bạn yên tâm. Bạn beta kill luôn đi cho chúng nó hiểu cái vấn đề. Bạn thử đợi tôi, bạn đợi tôi tí. Má mấy thằng này nó không cho rồi. Anh đã cho ban rồi. Cho ban rồi bạn ơi. Bạn E đi bạn ơi. Hay bạn ơi. Vote cho Zinix ngay, vote cho Zinix liền.